là anh em chuẩn bị ngủ với nhau suốt ngày đây là anh em này bồng hôn các thứ mấy đầu thì nó rét sốt sốt rét đấy xong làm hai viên sốt hai viên hạ sốt và phát ui cởi trần luôn nóng luôn mọi người ui phê rét hôm qua người thì hơi mệt mệt thôi nhưng mà vẫn chưa được nhưng mà trưa nay từ trưa nay bắt đầu uống viên thuốc kia rằng niệm luôn nè công đang bê nhá mấy hôm nọ mình phục vụ công rồi này công phục vụ lại mỗi anh em hộ nhau một tí hay nhau phiên hello mọi người thì hôm nay là ngày bữa đầu tiên của mình và anh Quang cách ly thế bây giờ đến lượt mình mới Quang niệm luôn thì lúc sáng hôm qua đấy vẫn người thấy hơi mệt mệt thôi thì đau họng mới cả ho qua đờm nên là trưa nay hai anh em đi mua thuốc xong rồi uống xong về sau từ lúc bắt đầu uống đến lúc chiều là người niệm luôn là niệm luôn người mệt không muốn dậy luôn kiểu như mới tiêm vaccine mũi đầu ấy người uể oải lắm mình nói thật chứ mình trêu mọi người là ui rồi em bất tử rồi thì bất tử nhưng mà không tránh được đỡ làm sao được mình vừa nói khỏi mồm phát nó vật cho phát niệm luôn anh em mệt lắm anh em là còn mỗi anh còi chưa bị thôi mỗi anh còi với cả anh nguyện với bác chưa bị đâu đây anh còi cũng bảo là tao bất tử thì sợ gì nhưng mà mai không biết mai khắc niệm luôn thì đấy mồm anh còi lúc nào cũng mười tiếng thì có hai tiếng anh ấy theo hổ trang còn đâu rồi anh ấy toàn mồm không thôi kiểu không sợ luôn đấy sợ thì còn covid ta búng một phát là đi luôn đấy quý mọi người là đi ra đường nhớ đeo khẩu trang mà không đủ mệt lắm mình chờ không mệt ôi ôi đau hết cả đầu luôn nên nó uống hết óc luôn nè đây là cơm của Mẫu ơi đây là cơm của mình với Bảo mình mới anh Quang ăn chung một khay thế nào anh em chuẩn bị ngủ với nhau suốt ngày đây là anh em này bồng hôn các thứ mấy đầu thì nó rét sốt sốt rét ấy xong làm hai viên hạ sốt và phát ui cởi trần luôn nóng luôn mọi người ui phê rét hôm qua người thì hơi mệt mệt thôi nhưng mà vẫn chưa được nhưng mà trưa nay từ trưa nay bắt đầu uống viên thuốc kia rằng niệm luôn nè công đang bê nhá mấy hôm nọ mình phục vụ công rồi này công phục vụ lại mỗi anh em hộ nhau một tí hay nhau phiên chẳng mày xem nó đổ hay nó đổ bố công bát cay nhỉ đang ạ tắm hình nhầm cụ ấy bê cái mâm cho tướng chắc là nên đây chắc là mang bát canh chắc được một đoàn bảo thằng bảo này nó tránh ra xa tôi ra nhưng mà nó bảo ui giời ơi em sợ gì suốt ngày với nhau rồi suốt ngày đi với nhau rồi cứ sợ gì nữa vừa nói khỏi một phát liệm luôn chắc là một hai hôm khỏi thôi nhỉ đầu mình bây giờ đang đau rồi nó kiểu người hơi mệt mệt thôi nó ung ốc đúng không nó cứ tê đúng không những bất tử cơ nhưng cuối cùng là không. Đấy, đây. Còn cái nào không? Còn cái canh nào không? Ngồi đây. Không, còn nước canh thôi. À, nó bê cả thuốc cho mình ngồi đây. Được. Đấy. Anh cơm đi, bỏ ra là chuẩn bị đóng cửa vào. Mình ăn cơm thì bỏ cái nhà này. Chưa đây. Anh mình mỗi người nằm một liều này. Chẳng là chiều nghiệm luôn. Em để phát biểu vài câu xem nó như thế nào. Nó liệm luôn đúng không? Nằm luôn. Ngày đầu tiên thì nằm lệt luôn chẳng dậy được. Nặng hết cả người. Phê luôn đúng không? Nhưng mà mình nghĩ chắc qua đêm nay chắc ok rồi, mai ok rồi. Mai ok là biết ngay. Đấy. Anh đi, ăn nhiều vào xong rồi uống thuốc vào xong rồi. Anh không ăn đi. Đấy anh quay nó cho mọi người xem. Mấy nhà mình cách ly. Công Mẫu thì bị được 2 hôm, 3 hôm rồi nhỉ? 3 hôm rồi. Hôm đấy chị qua quay video là trêu à, cho thằng này với hai thằng này nó xuống ngủ với anh Ngọc. Vừa trêu khỏi buồn mất hôm qua xong một công đó. Ui em đau đầu quá. Là đừng ngủ với anh Ngọc luôn. Xong chị Thư cũng bảo lúc kháng mới có xong lúc chiều, lúc tối là bị được ngủ luôn. Cứ tưởng mình với chị Thư với anh còn là bất tử. Ui chị Thư phát hôm sau phát bị luôn. Chị Thư cũng bị hôm qua này. Ủa, tí mình xong hơi phát nhỉ. Tí mang cái máy, tí nó mang cái siêu tốc lên xong hơi. Cho mai nó khỏi mệt lắm. Mấy này là ăn chả mời mọi người. Mời mọi người nhá, ăn hết xong rồi mọi người. Công đã hôm nay thấy tươi tươi rồi. Mọi hôm đến nị. Mọi hôm nó như cái con nó quăng ấy, hôm sau bị vật. Như thế đâu.
mặt nó khác anh ạ. Mệt đúng không? À, mặt nó xị đấy. Ờ, mày có ăn được ớt đâu mà bên mày có ớt to đấy. Cho bảo miếng. Em tự có mà. Này. Mới thật chứ. Ăn khỏa. Đã định tối đi uống rượu thì rượu luôn. Rượu gì tầm này. À, anh có ăn lúc chiều bỏ không? Bỏ anh Quang là chiều đi test thêm mà không thì không bị gì. Tối đi uống rượu mà như này đi cái gì. Giờ mắt, giờ thì đẹp gái mà đi, còn uống rượu không. Tao này bảo gái nữa sao thế? Tao làm mày tự làm gì thì làm. Mẹ tâm. Công anh mình hôn nhau phát rồi. Không, em chịu ấy. Tí lại dính lại mình luôn. Ngoài anh ăn cơm đi. Ở đây hết này, giờ ngắm ăn hết lắm. Mày ăn hết đi, tao ăn miếng thôi. Ừ. Rất mọi người nha, mình quay thế này thôi. Có gì thì mình lại quay tiếp cho mấy anh em cách ly nào mọi người nhá. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người ạ.